Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime Chine. Trong tập 31 phần 7 của Tiêu Viêm đại chiến hồn tộc, Trúc Khôn lao lên đánh vào hai người Huân Nhi và Tiêu Viêm một chưởng màu vàng. Tiêu Viêm tạo ra không gian một chiếc lồng bảo vệ Huân Nhi, còn cơ thể Tiêu Viêm đã phình to chuẩn bị cho nổ cơ thể tự sát. Chuyển sang tập 32 phần 7 của Tiêu Viêm đại chiến hồn tộc, Huân Nhi đã xin Tiêu Viêm đừng tự bạo cho nổ cơ thể. Trên tay hình xăm long ấn Tiêu Viêm sắp chết đã phát ra tín hiệu cho Tử Nghiên ở Long Tộc. Tử Nghiên đã cho hình xăm trên tay Tiêu Viêm ngăn cản tự nổ bản thân. Trên bầu trời, Tử Nghiên xuất hiện hóa thành bản thể con rồng bọc cơ thể Tiêu Viêm. Tiêu Viêm xin Tử Nghiên không nên cứu hắn. Vì đỡ chiêu của Trúc Khôn, cô sẽ trở thành rồng chết. Nhưng chiêu của Trúc Khôn màu vàng đã tiêu tan không đánh nữa. Cô Nguyên đã chạy đến chỗ hai người Tử Nghiên Tiêu Viêm ném hai người sang một bên. Ông nói chuyện với Trúc Khôn sao ra tay đánh màn dạo đầu mà đã muốn giết hai người Tiêu Viêm. Lúc này Trúc Khôn nhìn vào bé rồng Tử Nghiên đang quấn Tiêu Viêm. Ông gọi Tử Nghiên là con gái. Tất nhiên Tử Nghiên không hề cho Trúc Khôn nhận vợ mình là con gái, khi cô đã mồ côi cha từ nhỏ. Hiện tại Tử Nghiên đã hóa thành người hỏi thăm chàng trai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lau đi vết máu mồm trên đi. Hắn hỏi chuyện Tử Nghiên đến đây bằng phương tiện gì. Tử Nghiên đã trách Tiêu Viêm đi đánh nhau với hồn tộc không cho Long tộc tham gia chán qua đi. Tiêu Viêm cũng giải thích là chuyện này quá lớn, hắn không muốn làm ảnh hưởng tới Long tộc. Nếu hồn thiên đế không may lấy được đồng phủ đa xá của đế đột phá đầu đế, Long tộc dính vào hồn tộc cũng bị diệt mất. Bây giờ Tử Nghiên cho Tiêu Viêm nghe về Trúc Khôn trước mặt. Ông kia có sức mạnh quá cao, kèm theo sao lại quen quen mùi lắm. Tiêu Viêm kể về Trúc Khôn chính là người bảo vệ cho động phủ đa xá cổ đế. Thì Tử Nghiên cho rất nhiều trưởng lão Long Tộc xuất hiện từ khe không gian đi ra. Các trưởng lão xin phép trợ giúp Tiêu Viêm. Dù Long Tộc không còn mạnh như thời trước, nhưng họ cũng muốn tham gia vào trận chiến này. Do đó Tiêu Viêm cảm ơn Long Tộc đến giúp hắn. Tất nhiên các trưởng lão Long Tộc đều nguyện giúp Tiêu Viêm, vì Tiêu Viêm giúp Long Tộc rất nhiều lần. Trở lại với hồn thiên đế đang trên bầu trời đàm đạo với Trúc Khôn là hắn sẽ cầm chân cổ Nguyên, còn Trúc Khôn đi giết Tiêu Viêm. Trúc Khôn đã chửi hồn thiên đế đừng dụ dỗ ông. Sau đó Trúc Khôn gọi đại trưởng lão Long Tộc là Trúc Hỏa trẻ con, khiến đám trưởng lão sống mấy nghìn năm bị gọi là trẻ con. Họ đã chửi Trúc Khôn. Vì vậy Tử Nghiên giới thiệu về mình trước Trúc Khôn. Long Tộc từ lâu đã không có Long Hoàng, giờ cô hiện tại đã là Long Hoàng. Tất nhiên Trúc Khôn đầu giật giật anh em 26 Sơn La chào anh em. Là ông gật đầu cho con gái mình nói gì cũng đúng. Tử Nghiên chính là Long Hoàng. Sau đó Tử Nghiên xin Trúc Khôn là chuyện đánh nhau với hồn tộc, xin ông đừng giúp bên nào mà hãy đứng bên ngoài làm khách mời của chương trình. Do đó Trúc Khôn đồng ý. Nhưng ông xin Tử Nghiên cho ông tiến gần chỗ cô một xíu. Tử Nghiên cũng đồng ý. Trúc Khôn phi đến chỗ Tử Nghiên khen rất giống mẹ. Tử Nghiên nhìn Trúc Khôn xong lại biết mẹ cô. Thì mắt Tử Nghiên và mắt Trúc Khôn phát ra ánh sáng. Toàn bộ các trưởng lão Long Tộc đã phải quỳ hết xuống mặt đất. Tiêu Viêm đang đứng đằng sau cũng hiểu vì sao Trúc Khôn muốn giết hắn. Là trên người Tiêu Viêm có máu của Tử Nghiên. Trở lại với Trúc Khôn gọi Tử Nghiên là con gái. Tuy nhiên Tử Nghiên cho biết cô từ nhỏ đã mồ côi cha và mẹ, bị bỏ rơi sống lang thang trong rừng ăn cỏ dại. Nên Trúc Khôn xin lỗi Tử Nghiên. Năm đó ông đến đồng phủ đà xá cổ đế, vì đầu đế đà xá gầy bẫy phong ấn trở thành người bảo vệ đồng phủ. Tử Nghiên đã khóc hu 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 hu. Trúc Khôn hứa với Tử Nghiên thích mua gì làm gì lấy ai ông đều giúp hết. Do đó Tử Nghiên đề nghị Trúc Khôn đi giết hồn thiên đế. Chuyển đến chỗ đám trưởng lão Long Tộc, Trúc Hòa trưởng lão giờ đã nhận xét Trúc Khôn chính là lão Long Hoàng. Vì vậy Trúc Khôn cũng nhận lại Trúc Hòa. Lúc này Cổ Nguyên đã chào Long Hoàng của Long Tộc. Trúc Khôn cho Cổ Nguyên gọi tên ông là Trúc Khôn, nên Cổ Nguyên thay đổi cách gọi chào anh Trúc Khôn rồng đực. Hiện tại Trúc Hòa trưởng lão đi đến chỗ Trúc Khôn. Ông trình bày hết sức ngắn gọn về Tiêu Viêm. Là Tiêu Viêm nhiều lần trợ giúp Long Tộc hay cứu Tử Nghiên trong lúc nguy cấp, nên Trúc Khôn nhìn Tiêu Viêm cũng may mắn chưa đánh chết hắn lúc này. Trúc Khôn thấy Tiêu Viêm có quan hệ với Tử Nghiên, Trúc Khôn xác định Tiêu Viêm lấy Tử Nghiên cũng được. Ông đề nghị Tiêu Viêm gọi mình là bác. Vì vậy Tiêu Viêm cũng đành gọi bác Trúc Khôn. Lúc này Trúc Khôn nói chuyện với hồn thiên đế. Ông nghe lời con gái lần này sẽ giết hồn thiên đế. Trúc Khôn bay lên bầu trời đánh một chưởng màu vàng vào hồn thiên đế.
Tuy nhiên hồn thiên đế di chuyển gần đến cửa động phủ đa xá. Hắn đã mở toàn cánh cửa động phủ ra bằng ánh sáng chìa khóa trên tay. Tiêu Viêm ra lệnh cho liên quân mau ổn định đội hình. Về phần Cổ Nguyên không ngờ động phủ đa xá đã được mở ra. Chuyển đến chỗ hồn thiên đế nói chuyện với Cổ Nguyên. Là Cổ Nguyên cũng rõ bên trong động phủ cần cái gì đột phá đâu đấy. Nhưng Cổ Nguyên cũng chịu về vật đó là gì. Chúc hôn cho toàn bộ mọi người nghe. Là bên trong động phủ có một viên sổ đan 10 sao. Đó chính là vật có thể khiến hồn thiên đế đột phá đâu đấy. Vì vậy Cổ Nguyên thảo luận với mọi người. Hãy ra tay ngăn cản hồn thiên đế lấy được viên sổ đan 10 sao. Do đó Chúc Hôn cho biết, đời Đông Phủ chính thức mở ra, họ sẽ chạy vào lấy viên sổ đan 10 sao là được. Lúc này Tiêu Viêm nhìn Tử Nghiên. Tử Nghiên xin Tiêu Viêm tư vấn, là cô có nên nhận lại Chúc Hôn làm cha không? Khi năm đó cô lang thang trong núi gần học viện Già Nam, may mắn không bị ma thú khác ăn mất. Tiêu Viêm chỉ tư vấn tình cảm cho Tử Nghiên, là suy nghĩ trong cô tự hiểu. Chúc Hôn bị nhốt trong Đông Phủ, chứ cha mẹ ai chả thương con cái. Đôi lúc này trên cánh cửa đá tạo ra một cái hang đi vào. Tiêu Viêm đưa Tình Liên Yêu Hỏa bao bọc cơ thể bảo vệ. Rất nhiều người đã bị năng lượng cửa đá đánh bay. Và đám người Cổ Nguyên, Chúc Hôn, Tiêu Viêm hay hồn thiên đế và rất nhiều người khác đi vào Đồng Phủ Đa Xá. Tiêu Viêm vừa hạ xuống quảng trường Đồng Phủ, Quân Nhi và Thải Lân cũng đứng chỗ Tiêu Viêm. Về phần Hư Vô Thôn Viêm nói chuyện với hồn thiên đế mau đi theo hắn. Do đó Cổ Nguyên nhận xét Hư Vô Thôn Viêm hình như quen đường chỗ này. Vì vậy Chúc Hôn đề nghị mau đuổi theo đám người Hư Vô Thôn Viêm. Chứ ở đây không thể tìm kiếm được viên sổ đan 10 sao. Nên đám người Tiêu Viêm đã di chuyển đến một ngôi nhà. Bên ngoài là một quảng trường có rất nhiều cột. Tiêu Viêm di chuyển trên quảng trường. Hắn phát hiện dị hỏa thứ 23 Huyền Hoàng Viêm lửa màu vàng xuất hiện trên một cây cột sao lại yếu thế này. Tiêu Y đã xuất hiện trên vai Tiêu Viêm nói nhỏ. Là Tiểu Y rất quen chỗ này, nên Tiêu Viêm chưa hiểu Tiểu Y sao lại quen động phủ đa xá. Nhưng Tiểu Y vẫn khẳng định chỗ này quen lắm. Lúc này Tiêu Viêm lại phát hiện dị hỏa vạn thú linh hỏa 22 xuất hiện. Tiêu Viêm càng tiến về trước, các dị hỏa từ số 23 trở về số 3 đều xuất hiện hết. Kể cả Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Cố Linh Lãnh Hỏa vẫn lạc tâm viêm đều có. Cô Nguyên không ngờ dị hỏa bát hoang phá liệt diễm thứ 6 ở động phủ cũng có. Ông cho rằng bên trong nơi này có cả dị hỏa số 1, số 2, số 3 luôn. Nên đám người Viêm Tấn cũng gật đầu. Đám người Tiêu Viêm di chuyển đến cột đá có dị hỏa kim đế phần thiêm viêm thứ 4. Thì hiện giờ trên quảng trường chỉ còn 2 cây cột. Nhưng 2 cây cột này lại không có dị hỏa Tình Liên Yêu Hỏa và Hư Vô Thôn Viêm. Do đó Tiêu Viêm phát hiện là 2 dị hỏa Hư Vô Thôn Viêm và Tình Liên Yêu Hỏa đa xá cổ đế có. Nhưng 2 dị hỏa này đã bỏ trốn khỏi đồng phủ. Lúc này Tiểu Y nhìn vào hai cột đá. Tiểu Y đã sợ mình từng bị nhốt ở đây. Tiêu Viêm đã xoa đầu Tiểu Y. Tiêu Viêm nhìn Hư Vô Thôn Viêm đang ở gần một ngôi nhà có khói bao phủ. Hư Vô Thôn Viêm đã hút hết khói đi. Một bức tượng đầu đế đà xá cổ đế đã xuất hiện. Hàng trăm hàng nghìn công pháp đấu ký thiên giai đều xuất hiện. Một hình ảnh đầu đế đà xá cổ đế xuất hiện. Rất nhiều người ngạc nhiên đà xá cổ đế chưa chết. Ngay cả hồn thiên đế cũng chưa hiểu chuyện gì. Hư Vô Thôn Viêm tiết lộ với hồn thiên đế, đa xá cổ đế trước mặt chính là viên thuốc 10 sao sổ đan hóa thành. Đa xá cổ đế là viên thuốc 10 sao đã chửi Hư Vô Thôn Viêm. Tại sao lại đến chỗ này? Tất nhiên Hư Vô Thôn Viêm thích thì đến. Viên thuốc 10 sao trách Hư Vô Thôn Viêm và Tình Liên Yêu Hỏa. Năm đó ông giúp hai dị hỏa chạy ra khỏi đồng phủ. Thế mà hai dị hỏa thất hứa không cứu nó ra. Do đó Hư Vô Thôn Viêm nhận định hắn không nhớ gì hết chuyện năm đó. Nhưng Hư Vô Thôn Viêm giờ dụ viên thuốc 10 sao sổ đan, hắn sẽ cứu nó ra ngoài. Lúc này viên thuốc 10 sao nói chuyện với Tiểu Y, là Tình Nhiên Yêu Hỏa có nhớ kế hoạch năm đó. Tiểu Y đã bám chặt vai Tiêu Viêm lắc đầu. Tiểu Y chưa gặp qua viên thuốc 10 sao, nên viên thuốc 10 sao nhìn bức tượng đà xá cổ đế. Khả năng do cổ đế làm hai dị hỏa Hư Vô và Tình Liên mất trí nhớ. Hiện tại Hư Vô Thôn Viêm dụ viên thuốc 10 sao hãy đi theo nó. Nhưng viên thuốc 10 sao không đồng ý, vì bọn này đến chỉ muốn bắt nó. Hồn thiên đế đã đánh một chưởng vào viên thuốc 10 sao. Viên thuốc 10 sao dùng ngón tay chỉ nhẹ đánh nát chưởng của hồn thiên đế. Chuyển đến chỗ đám người Chúc Hôn. Ông cũng nhận định viên thuốc 10 sao sổ đan này mạnh quá. Giờ mọi người hợp lực bắt viên thuốc 10 sao không cho hồn thiên đế lấy được. Đám người Cổ Nguyên cũng đồng ý. Bốn người hồn thiên đế, Hư Vô Thôn Viêm, Cổ Nguyên, Chúc Hôn liên thủ đánh viên thuốc 10 sao.
nhưng bốn người đấu thánh 9 sao chỉ đánh hòa với Viên Thương. Về phần đám người hồn tộc định làm gì đó, thì liên quân ba tàu do Viêm Tấn đã lao lên cầm chân người hồn tộc. Cảm ơn anh em đã xem hết video.